Rồi, hello everybody. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn assignment. Rồi, thì các bạn trong assignment này thì các bạn sẽ cô sẽ lướt qua một xíu, giới thiệu một xíu, xong cô nói cái lộ trình hướng dẫn ha. Thì cái bài hôm bài đặt vấn đề là viết chương trình quản lý nhân viên. Đó, qua phần mềm người dùng có thể thêm sửa xóa sản phẩm, tức là quá lại nhẹ nhàng đúng không ạ? Cô cũng hiểu là vì sao quản lý nhân viên lại thêm sửa xóa sản phẩm thì cái đấy là tính sau đi ha. Rồi thì cái đầu tiên là yêu cầu thiết kế giao diện, tức là cái yêu cầu một bản chất nó là thực chất nó là thiết kế giao diện trước. Nhưng mà khi cô hướng dẫn thì cô sẽ bắt đầu cô đi từ cái database. Lý do là thế này ạ. Cái hướng dẫn giao diện này thì cô sẽ không hướng dẫn mà cô cho các bạn là sáng tạo. Và cái lập trình mobile là lập trình front end nhé. Cái back end á, thì các bạn là sẽ là làm thứ nhất có thể làm SQLite, nhưng SQLite chỉ là cái phần để các bạn hiểu về database thôi. Còn sau này các bạn học back end sẽ là học Node.js hoặc là PHP, MySQL. Các bạn viết cái back end xong các bạn trả về API cho cái giao diện cái mobile của mình. Cái Android của mình sẽ gọi, hiểu không ạ? Thì các bạn sẽ có học cái môn học đó đấy. Và vậy thì khi làm việc với mobile các bạn cực kỳ quan tâm cho cô cái giao diện, và cái giao diện này chỉ là giao diện mẫu thôi nha. Còn cô khuyến khích các bạn sáng tạo cái giao diện khác. Và cách mà để các bạn sáng tạo giao diện á, thì các bạn có thể lên mạng các bạn search search các cái theme, các cái design của người ta ở trên Figma để các bạn học theo ha. Đó, không cần các bạn phải vẽ Figma, tại vì nếu bạn nào vẽ được Figma thì tốt, mà nó không vẽ được không sao, thì các bạn lên để các bạn học hỏi hoặc là các bạn vẽ ra cái của mình để các bạn làm. Thì chỗ này thì cô sẽ không hướng dẫn các bạn thiết kế mà sẽ hướng dẫn các bạn dựng cái layout thôi, nghĩa là các bạn code cái layout đấy thôi, còn không hướng dẫn các bạn thiết kế layout. Thì bạn nào cứ sáng tạo, nhưng mà sáng tạo cũng vừa thôi, các bạn mà sáng tạo quá khiến các bạn code không nổi ấy các bạn lại phải sửa lại layout đúng không? Hơi căng. Thì cái này là phần giao diện. Cái này các bạn đầu tiên là giai đoạn 1 là các bạn sẽ làm giao diện thuần, các bạn không có cái database nhé. Đấy, giao diện thuần thì cái phần giả sử như ví dụ như là cái giao diện này đi. Các bạn có thể không làm database vội, mà các bạn có thể làm gì ạ? Các bạn lấy cái làm dữ liệu, mà dữ liệu mẫu á, dữ liệu mà ở trên ArrayList á nhá. Đấy, các bạn đổ lên. Đấy, mấy cái này cũng thế. Còn sau này mình làm database thì mình sẽ chèn database vào. Và cái bước mà chèn database vào thì nó rất là đơn giản. Ok chưa? Rồi. Giai đoạn 2 của các bạn yêu cầu là xây dựng cơ sở dữ liệu SQLite. Đó. Và ở đây thì cho các bạn là có hai bảng, là bảng người dùng và bảng sản phẩm. Mục tiêu của người dùng các bạn chủ yếu là các bạn tạo ra được cái bảng để lưu trữ cái thông tin đăng ký và đăng nhập thôi. Đấy, cái này là đơn giản là một cái demo thôi nha các bạn. Rồi, và cái bảng sản phẩm thì có bốn trường là mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán và số lượng. Đấy. Và sau đó thì các bạn khi làm được database rồi thì các bạn mới xây dựng các chức năng, tức là các bạn viết các cái DAO á các bạn, đúng không ạ? Đầu tiên là tạo database, xong viết chức năng đăng nhập, chức năng đăng ký, code trên DAO, xong đấy là chức năng liên quan đến quản lý sản phẩm, thì các bạn là viết các chức năng là xem thêm, sửa xóa, đúng không ạ? Thì giống như cái demo cái bài lắp một á, đủ hết là các bạn đã có hết cái này rồi, đúng không ạ? Rồi, xây dựng chức năng giới thiệu, ví dụ màn hình, trong đó giới thiệu là mã sinh viên, họ tên, lớp học. Và cái màn hình này các bạn, một là các bạn để trong cái phần giới thiệu phía trong, hoặc là các bạn chạy ở ngay cái màn hình chào ở ngoài nhé. Bạn nào các bạn thích để ở đâu cũng được đấy, có thể là để trong cơ còn màn hình chào thì có thể là giới thiệu cái logo của FPT Polytechnic đúng không ạ? Đó, xong đấy các bạn giới thiệu, có cái hình ảnh giới thiệu là cái màn hình chào. Và cuối cùng là các bạn xây có cái chức năng cuối cùng là chức năng thoát ứng dụng. Thoát ứng dụng là finish và đóng luôn ha. Ok. Giai đoạn 1 thì các bạn là phân tích thiết kế và thực hiện giao diện.
đúng không? Thiết kế phác thảo toàn bộ giao diện. Giai đoạn 2 thì database và thực hiện các chức năng. Và giai đoạn final là hoàn thiện và các bạn kiểm lỗi. Kiểm lỗi thì trong cái môn học này thì cô sẽ hỗ trợ các bạn cách để các bạn xây dựng các cái test case để các bạn kiểm lỗi. Cái này nó dễ nhưng mà lại lười, các bạn hay lười. Bởi vì là các bạn là thấy cứ viết chữ hay là báo cáo như bạn là cô đừng làm báo cáo được không, còn em lười lắm. Thì thực ra là cái này nó không phải đến mức mà làm báo cáo toàn bộ, mà là các bạn phải có một cái kỹ năng, nghĩa là các bạn phải xây dựng được các case. Tức là đầu tiên là xây dựng cái use case, tức là chức năng, sau đấy các bạn phải làm được các cái test case. Đó, test case là các cái trường hợp để các bạn kiểm thử. Thì khi các bạn hiểu được các trường hợp kiểm thử thì các bạn sẽ hiểu code tốt hơn, làm tốt hơn. Ok. Đấy là toàn bộ cái assignment. Thì với cái giao diện thì cô để các bạn sáng tạo nhá. Với giao diện này để sáng tạo thì bây giờ mình qua cái phần database. Thực ra thì database á, nếu mà ngắn gọn từng này thì nó tương đối dễ ha. Ngắn gọn từng này thì nó quá dễ luôn, được không ạ? Đấy, thì bây giờ các bạn tạo một cái new, một cái project mới. Các bạn đóng hết đi ha. Các bạn new một cái project mới. New một cái project mới nhá. Các bạn đặt tên assignment, mã số sinh viên của mình. Đấy, ví dụ như là đây, đặt, nhớ là đặt next này. Các bạn đặt mã số sinh viên của mình nhá. Đây, ví dụ như là nam là nam gì ạ? Nam. Không, nam tên full name. Hả? Trần Quốc Nam. Nam TQ đúng không? TQ PS gì ạ? 29861, ví dụ thế, ship gạch assignment. Đó. Rồi, ví dụ như là cô đang để ở đây. Rồi, language Java và API minimum SDK là 21, kệ nó đúng không? Được rồi, finish. Đây. Thì ở đây các bạn lưu ý cho cô nè, nó có một vài cái lỗi, chờ tí nó build nhé. Nó có một vài cái lỗi thì các bạn hạ cho cô cái Gradle xuống cho cô cái. Trong cái Gradle hạ cái version xuống cho cô cái 32 đi ha. Nó đang 32 này. Đấy. Nếu mà 32 ở đây thì ở đây các bạn để cho cô là 1.5.0. 0 á, nó không thì khi build nó không tương thích. Cái này là cái của bản 33. Thế là 1.6.1. Đó. Rồi, thử xem nó có tương thích không nha. Các bạn thử chạy thử. Rồi, nó xin nhanh ha. Các bạn thử chạy thử xem nó ok không. Ráng làm, nếu mà nó không tương thích thì các bạn sửa lại. Sửa lại trong cái dependency này nè. Rồi, không sao đúng không ạ? Là ổn rồi. Nghĩa là ok nhé. Đây. Rồi, thế thôi. Được rồi ạ. Vậy thì ok, xong rồi. Rồi. Các bạn cũng tạo cho cô các cái package giống như là lần trước cô hướng dẫn. Đầu tiên là các bạn phải có cái model. Hai là các bạn có một cái package database. Ba là các bạn có package là DAO. Các bạn lưu ý là package các bạn viết thường cho cô nè. Bốn là các bạn có cái package là adapter để chứa các adapter. Rồi. Sau này cần thêm package gì các bạn cứ thêm. Nhiều bạn thêm cái package này nè. Chỉ nhá. Thêm cái package là utility. Utility. Các bạn đã từng nghe cái package là java.util chưa? Đó, util là viết tắt của utility. Tức là những cái gì mà hữu ích, hữu dụng á, để hỗ trợ support. Thì thường những cái hàm nào ở trong này, những cái hàm nào mà nó hỗ trợ các bạn, hỗ trợ bắt lỗi, nói chung là dùng chung đó. Đấy, thì các bạn để trong hàm này. Đấy, làm các dialog chung, hay nói chung là cái gì hỗ trợ các bạn thường để vào đây. Đó, thì các bạn có cái package là utility. Cô không đặt util bởi vì tránh trường hợp nó trùng với cái util của cái Java. Thì mình để là utility nhé. Đó.
Ví dụ cô muốn đặt một cái class là chuyên về validation form thì cô new một class, cô đặt tên là validation. Ok? Ok chưa? Thì các bạn ủa đâu có điện thoại kêu đó rồi ủa khi nãy điện thoại kêu vậy cô nghe phía trên cô rồi ok rồi các bạn ví dụ vậy ha thì trong này các bạn chứa các cái method ví dụ các bạn chứa các method để các bạn bắt lỗi ví dụ bắt lỗi trống chẳng hạn thì các bạn thường các bạn để là public static tại sao static thì bữa nào cô sẽ nói cho các bạn sau đúng không cô để tạm thời là void function thì các bạn viết thường nhé is empty trống chẳng hạn đó như thế đúng không đấy ok hoặc là thường các bạn có chữ is đầu á, thì các bạn để là boolean tại vì sao ạ nó kiểm tra là có phải trống hay không đúng không thì các bạn tạm thời là return true còn cái nội dung viết trong này thì các bạn viết sau nội dung viết sau đó như thế thì cái này là một cái hàm cái hàm tại sao để static để gọi nó cho dễ thôi đúng không còn static bữa sau cô sẽ hướng dẫn về static nha các bạn nhé rồi kiểu như thế mình sẽ có những cái hàm mà nó để bổ trợ cho cái project của mình và các bạn tự viết chứ không phải là hàm của hệ thống nhá cái này không phải là method của hệ thống mà method do các bạn tạo ra ok vậy là tóm lại là các bạn có những cái package gì các bạn adapter DAO database và model rồi về database các bạn new cho cô một cái file là db helper đấy các bạn kế thừa cái gì ạ kế thừa cái anh là SQLite open helper đó các bạn implement toàn bộ cái method đó sau đấy các bạn cũng phải có tạo constructor đó lý do vì sao mà các bạn tạo constructor và vì lý do vì sao implement thì các bạn coi cái video trước cho cô nha có cái video đầu tiên của mình đấy đúng không ạ đây thì các bạn là public db helper ok đấy các bạn để super rồi đưa cái context vào đấy, các bạn truyền vào cái context đúng không ạ context và đây các bạn để gì đấy ạ context phải tên database assignment đó phải null phải version đó vậy là mình đã câu lệnh này đã tạo được assignment tên của database tên database sẽ là assignment đúng không ạ rồi và trong này các bạn tạo bảng như các bạn là tạo bảng user rồi các bạn tạo bảng sản phẩm được chưa tạo bảng user thì các bạn tạo cái câu lệnh string sql gắn bằng create table đặt tên table nhé mình coi lại cái database coi lại cái hướng dẫn xem table tên là gì người dùng đó rồi người dùng và mình có cột gì ạ tên đăng nhập là kiểu tech ha tên đăng nhập kiểu tag để primary key khóa chính phải xuống dòng các bạn thấy là khi cô xuống dòng một cái thì nó sẽ tự động nó cộng thêm dấu cộng đấy là nối chuỗi nha yeah.
Rồi mật khẩu cũng tách luôn. Và họ tên cũng tách luôn. Đấy, ba trường này hoàn toàn là tách, quá dễ. Rồi xong. Rồi các bạn đừng quên, các bạn để ý cho cô này. Cái đối số này nè, đối số ở sau cái on create này nè, thì nó là SQLite database. Nó cái này là tên của đối số, tên này các bạn đổi được. Tại vì đối số mà, tên đối số như kiểu tên biến ấy, tên đối số đổi được, cô đổi thành DB cho nó ngắn. Tương tự ở đây tôi đổi thành DB cho nó ngắn nhé. Ok. Rồi các bạn có DB chấm à SQL được cái câu lệnh SQL vào. Đó. Thì các bạn thấy mà nó không báo lỗi ở trên này, chứng tỏ là cú pháp của mình đang đúng. Nếu mà báo lỗi là nó sai đấy. Đúng không ạ? Rồi, các bạn có thể thêm một vài cái dữ liệu mẫu của anh này để các bạn test. Nhá, các bạn có thể thêm một vài dữ liệu mẫu, ví dụ như là cô sẽ có là ấy. Đây cô sẽ có là dữ liệu mẫu. Cho bảng user. Các bạn có là SQL gán bằng insert into nhé. Insert into vào bảng người dùng. Đó, value. Đó, value đầu tiên giả sử như cô để là tên đăng nhập, cô để là Hường TT, phẩy password cô để là 123. Đó, rồi tên là Trần Thị Hường chẳng hạn. Ok. Thấy chưa? Rồi các bạn cũng SQL nó. Đấy nha. Rồi, ví dụ dòng thứ hai các bạn để là gì ạ? Nam gì ạ? Nam TQ 123 Trần Quốc Nam, như thế. Ôi giời, gia tộc họ Trần à. Quốc Nam. Rồi, cũng như vậy, ví dụ như thế nhá. Ok. Được chưa? Rồi, cô sẽ tạm dừng xíu. Đây, mình sẽ làm tiếp là, đây, cô copy luôn cho nó nhanh. À, không phải người dùng, mà là gì ạ? Sản phẩm, đúng không? Sản phẩm. Đấy. Dễ ẹp, thực ra nó không có khó các bạn ạ. Làm nhiều riết nó quên à. Cái này là mã sản phẩm. Từ từ nhá, mã sản phẩm thì các bạn nghe nè. Một là các bạn để, nếu để tách thì không để auto increment được. Nhưng mà muốn dùng auto increment, cô dùng cho nó vui vẻ thôi, là để các bạn hiểu thôi, là để integer ha. Integer. Integer nha, nhiều bạn để là inter. Nhiều bạn để chữ R nữa là trật. Hiểu không ạ? Đấy. Thì các bạn có thể để auto increment, auto increment. Increment. Đó. Sau đấy các bạn có cái gì ạ? À, tên sản phẩm, giá bán, số lượng. Tên sản phẩm, tách giá bán là kiểu integer, đúng không? Rồi, à, số lượng cũng integer luôn. Hoặc là giá bán có thể là để float, nhưng mà mình giá mà giá Việt Nam thì để integer hoặc là để number cũng được nhé. Đấy, xong ok. Và đừng quên là SQL nó. Rồi, các bạn cũng có thể thêm dữ liệu mẫu cho bảng. Cho bảng sản phẩm. Đó, cũng là SQL, là SQL gán bằng, cái này là chuỗi bình thường thôi. Insert into cái bảng sản phẩm. Ok, value của chữ S nha các bạn. Nó phải đổi. Cái chỗ mà từ tăng các bạn để nun cho cô. Đúng không ạ? Rồi, tên sản phẩm ví dụ là Sony Vio, cái này nó không được sản xuất nữa các bạn nha. Rồi, giá bán. Rồi, cái điểm này nè. Cô sẽ làm khác cái database một chút nha. Khác một chút. Cái khác này nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà nó sẽ gia cố thêm một chút về database cho các bạn. Có nghĩa là sản phẩm thì có loại sản phẩm. Hiểu không ạ? Có loại sản phẩm. Đó,
ví dụ như là laptop, rồi điện thoại, rồi phụ kiện hay gì đó thì được gọi là phân loại đúng không ạ? Mình sẽ cho nó thuộc loại gì? Được không, ok chứ ạ? Vậy thì nghe nào. Nếu như nó thuộc loại nào đó thì các bạn sẽ có một cái bảng gọi là bảng phân loại sản phẩm đúng không ạ? Ok không ạ? Vậy thì cái mối quan hệ của nó là gì đấy ạ? À, lại vẽ nha. Đấy, tôi rất thích vẽ. Mặc dù vẽ rất xấu. Rồi, ok. Rồi, đây. Thì các bạn có một cái bảng gọi là bảng loại sản phẩm. Đúng không ạ? Loại sản phẩm. Đó. Loại sản phẩm. Loại sản phẩm. Tức là category đó, phân loại. Và các bạn có một bảng nữa là bảng gì ạ? Bảng sản phẩm. Đúng không ạ? Đấy. Cái này. U chà. Tạm dừng xíu nha mấy đứa. Ok. Bảng này được gọi là bảng sản phẩm nha các bạn. Đó, sản phẩm. Được chưa? Thì quan hệ giữa bảng loại sản phẩm và sản phẩm là quan hệ một nhiều. Đấy. Có thể nhiều được. Có thể là, vẫn có thể là gì đấy ạ? một sản phẩm. À, có nhiều sản phẩm, một loại sản phẩm có nhiều sản phẩm. Và một cái sản phẩm nào đó nó thuộc về nhiều loại. Đúng không? Nó vừa là thiết bị điện tử, nó vừa là laptop chẳng hạn. Nhưng mà mình làm như vậy nó rất là phức tạp. Thì mình chỉ có cái quan hệ là một nhiều. Tức là một loại sản phẩm thì có nhiều sản phẩm. Và một sản phẩm chỉ thuộc một loại sản phẩm thôi. Hiểu không ạ? Thì cái quan hệ này được gọi là quan hệ một nhiều. Một N. Đó, ok chưa? Ổn chưa? Ok, ok không? Đó, vậy thì tại sao cô lại thêm cái này? Thêm cái này để các bạn có một cái hình dung về database nhá. Vậy thì cô sẽ thêm một cái bảng gọi là bảng phân loại sản phẩm. Ok, gọi cô đặt là phân loại nhá. Và nếu thêm một bảng này nữa thì trong cái bảng sản phẩm nó phải thêm một cái trường quan hệ. Nghĩa là nó phải có một cái trường ở trong này là cái trường mã loại. Và trường này là foreign key. Foreign key là khóa phụ. À, primary key là khóa chính. Còn foreign key là khóa phụ. Thì khóa phụ luôn nằm ở bảng nhiều. Nha. Đấy, nó chính là khóa chính của bảng ít, bảng 1, nhưng mà nó phải đặt ở bảng nhiều. Vậy thì trong cái bảng này nè, bảng sản phẩm, các bạn thêm cho cô một khóa nữa là mã loại. Mã loại sản phẩm. Kiểu thì tùy nhá. Nếu loại sản phẩm mà mã là kiểu in thì cái này là kiểu in. Mã sản phẩm mà kiểu tách thì nó sẽ là kiểu tách. Ok. Vậy thì cô cứ để kiểu tách đi nhá, kiểu tách. Và các bạn để là tham chiếu là reference. Tham chiếu tới bảng phân loại và khóa chính của nó là mã loại luôn. Mặc dù nó hai cái mã loại này nó giống nhau, nhưng cái mã loại này thuộc bảng sản phẩm, còn mã loại này là khóa chính của bảng phân loại. Ok không ạ? Đó. Rồi. Một cái ý thứ hai là bảng phân loại nó phải tạo trước bảng sản phẩm. Nha. Bảng 1 phải tạo trước, cho nên là trước khi tạo bảng sản phẩm, cô sẽ tạo bảng phân loại. Đấy. Thì cô cũng create. Cái này thì nhanh lắm, cái này thì cô copy cái này cho dễ nè. Nha. Đúng rồi, tạo bảng phân loại trước. Cô đặt tên nó, cô xóa cái string này đi. Cô đặt tên nó là phân loại nha. Cái này cô để là mã loại. Primary key. Và các bạn thêm một trường nữa thôi, trường mô tả cho cô. Mô tả về loại được rồi. Đó, hoặc là có thể các bạn đặt là cái hình ảnh của cái phân loại đó chẳng hạn. Đấy, có thể để cái loại đấy, để cái hình để mô tả cũng được, nhưng mà không thì thôi, xóa. Ok chưa? Vậy thì cái bảng phân loại này chỉ có hai trường thôi, mã loại và mô tả thôi. Và tạo dữ liệu mẫu cho nó. Tạo thêm dữ liệu mẫu cho bảng phân loại.
Ok, các bạn cũng là insert into nha, into vào bảng phân loại value đó, mã loại ví dụ các bạn để là mã loại là laptop đó, đấy laptop của tất cả các hãng đó. Ok, và cũng db cho nó run, ok không ạ? Đấy, ok, nó có hai trường à? Dễ, yeah. Rồi thêm dòng dữ liệu nữa ha các bạn, thêm dòng dữ liệu nó, ví dụ như là điện thoại đúng không? À, phone đúng không? Phone đấy là thiết bị di động, thiết bị di động. Nhiều ví dụ thế để vậy thôi, các bạn có thể thêm nữa nhưng cô tạm thời có thêm hai cái đó. Và ở đây các bạn khi vậy thì các bạn sẽ nếu như Sony Vaio này giá bán là ví dụ như là $500 đi ha, cô để cho vui thôi ha, và số lượng là hiện tại có 5 cái và thuộc loại gì thì các bạn điền cái ID laptop, điền cái ID của cái bảng phân loại, thấy chưa? Đấy, và nó có một cái ràng buộc gọi là ràng buộc reference, có nghĩa là nó phải tồn tại, nghĩa là cái laptop này phải tồn tại trong cái dữ liệu này, phải tồn tại trong bảng phân loại rồi, đúng không ạ? Rồi các bạn cũng excuse. Đấy, mình thêm một cái vài cái laptop nữa và thêm một cái vài thiết bị di động cho vui ha. Và cái này là ví dụ như cái này là MacBook Pro 10M1 chẳng hạn. Đấy, 2.500 chẳng hạn, 1.500 thôi nha. Đấy, hai cái cũng thuộc loại laptop, thấy chưa? Thế thôi. Đấy, điện thoại đi ha. Điện thoại ví dụ như là iPhone 11. Đấy, Pro Max 11 thôi. Bình thường iPhone 11 thì khoảng 10 triệu, 11 triệu thì khoảng $400. Đấy, có, ôi cái này thì con dư nhiều quá, 15 cái. Nó thuộc loại là gì ạ? Phone, đúng không? Đến đây hiểu chưa? Các bạn đến đây hiểu với database chưa? Đó, vậy là mình sẽ có 3 bảng nhá. Cái bảng mà phân loại là bảng có thêm vào. Đấy, dữ liệu mẫu thì các bạn có thể cho nhiều vào cho nó thú vị. Đấy, thì sau này các bạn làm demo cũng thế, các bạn làm dự án chẳng hạn, thì các bạn nên cho nhiều cái dữ liệu mẫu, chứ đừng để có 1-2 trường thì nó hơi bị thiếu ha. Thêm nhiều vào. Mà dữ liệu lưu ý là phải dữ liệu sạch nhá, tức là dữ liệu đừng có đặt là ABC 123. Đấy, nhiều bạn là test cái gì đâu mà ABC 123 nhìn cái dữ liệu chán lắm. Đấy, thì các bạn đặt nhập cái dữ liệu nó phải sạch sẽ tí. Vậy là mình có 3 bảng, một bảng user, một bảng phân loại và một bảng sản phẩm. Đấy, rất đơn giản thế thôi, mình có 3 bảng nhá. Ok. Rồi, cô tạm dừng đây xíu. Rồi, thì đến cái hàm on upgrade nè. Upgrade là cái hàm này chỉ chạy khi cái version này đổi thôi nhá. Các bạn muốn chạy lại database. Đây, muốn chạy lại cái database thì các bạn phải đổi cái version. Thì khi đổi version thì nó chạy cái hàm on upgrade. On upgrade này phải đổi version tăng lên chứ giảm xuống không được, từ 1 lên 2, 2 lên 3. Và khi đổi database thì các bạn xóa hết những cái đa bảng mà nó có sẵn. Thì các bạn dùng câu lệnh là db.sqlquery drop table if exit, nếu tồn tại thì drop. Tên là người dùng ha. Đó. Rồi, tiếp là mình có 3 bảng thì mình drop hết. Rồi mình drop cái bảng sản phẩm trước. Khi tạo thì tạo phân loại trước, nhưng khi drop thì drop sản phẩm trước nhá. Ok. Đấy. Rồi, và drop phân loại nhá. Copy xuống thôi. Đó. Sau đó thì các bạn chạy lại cái DB cái on create, chạy lại on create và đưa cái bảng db vào là xong. Ok chưa?
cái khúc này để các bạn refresh lại cái hàm này, cái hàm on create này. Các bạn muốn sửa xóa gì trong này thì các bạn phải chạy lại nha. Và lưu ý nè, cái hàm này nó chỉ run khi nào cái version này đổi thôi nhá, version này tăng. Ok, vậy là các bạn xong cái phần database. À, nhân tiện thì còn một chút thời gian cô hướng dẫn các bạn cái hàm, cái này cô chưa hướng dẫn, đó là cái hàm đăng nhập nhá, check đăng nhập. Tức là các bạn login á, cái hàm login á. Tức là bây giờ cái quy trình login nào, các bạn phải nhập username và password. Rồi trước đó thì nhớ phải validation form nha. Rồi các bạn sẽ phải check xem là cái username và password này có trong database không. Nếu có thì cho login vào, đúng không? Nếu không có thì báo lỗi là username và password không đúng hoặc password không đúng. Ok không ạ? Thì mình phải lấy cái username và lấy cái password rồi mình mới so sánh vào database. Ok không? Đó, mình dùng câu lệnh select để mình so sánh vào database. Ok á? Rồi, vậy thì cô sẽ hướng dẫn các bạn viết cái hàm này. Thì cô trong cái hàm này, cô sẽ viết ở trong cái DAO, cô tạo một cái class là user DAO. Hoặc là người dùng DAO, người dùng đi ha. Người dùng DAO. Tức là những những cái mà liên quan đến người dùng. À thế hả? Nó tại sao đặt người dùng? Bởi vì là cái bảng người dùng. Ok, user DAO cũng vậy à? Rồi, rồi có bảng sinh viên thì có sinh viên DAO. Nghe nó buồn. Nói xong là các bạn hết học luôn. Rồi ok. Thì trong cái bảng này các bạn tạo cho cô. Nhiều bạn có thể viết static nha, nhưng mà thôi cô sẽ không hướng dẫn viết static. Cái static nó có hai ý nghĩa về static. Một ý nghĩa là cái biến static là cái biến mà nó lưu trữ ở dạng nạp chồng. Hoặc là nó lưu trữ dạng nạp chồng, không stack có nghĩa là gì? Cái biến trước nó sẽ bị đè bằng biến sau. Ha, nó đè lên. Và hai nữa là nó toàn cục. Có nghĩa là các bạn mà đặt một cái biến nào là static thì tất cả các class đều gọi được. Hiểu không? Tất cả các class gọi được. Và ba là khi mà gọi cái biến hoặc cái hàm static á, thì các bạn không cần phải khởi tạo object, mà các bạn lấy tên class và bạn chấm ngay là được. Cho nên là những cái mà để trong utility á, cô thường là để static, tại vì cô chỉ cần lấy là validation chấm cái empty là được. Cô không cần khởi tạo new cái validation nữa, không cần khởi tạo object của class đấy nữa. Hiểu không ạ? Đấy, cho nên là những cái hàm mà không liên quan đến dữ liệu, không liên quan đến cấp phát bộ nhớ thì các bạn để static để các bạn gọi cho dễ. Nhưng mà có những thứ mà nó liên quan đến bộ nhớ thì các bạn cẩn thận nhá với cái static. Ok. Rồi trong cái hàm DAO này thì các bạn cần viết cái hàm là check login, đúng không ạ? Thì các bạn để là public boolean là có hay không thì các bạn là check login. Đấy. Các bạn cần phải kiểm tra username và password, cho nên là các bạn sẽ để là truyền vào đối số là string username và string password. Ok. Hoặc là password cũng được. Hơi dài kệ nó. Rồi. Okay. Làm việc với database thì các bạn khởi tạo nó, đúng không ạ? Các bạn để một cái constructor public user DAO. Các bạn nhớ truyền vào cái context cho cô. Context. Đó, context. Rồi, các bạn khởi tạo cái DAO, khởi tạo cái DB helper. À, rồi khởi tạo là helper gắn bằng DB helper new. Cái này là khởi tạo nè, các phát bổ nhớ nè. Không có cái này là nó null ngay nhá, phải có new. Đấy, nó báo cái lỗi null point nếu các bạn không có khởi tạo nó. Đưa context vào là xong. Bởi vì là cái DB helper này mình cần truyền một đối số là context mà các bạn. Đấy, DB helper nè. Constructor của DB helper là nó cần một cái đối số là context, cho nên ở đây là mình cũng truyền context vào. Đấy. Rồi. Vậy thì database các bạn có thể khởi tạo một cái
ví dụ như là SQLite, database, DB. Rồi các bạn new DB gắn bằng helper chấm get, đọc thì là các bạn để là get readable database. Ok. Yeah. Rồi các bạn viết câu lệnh truy vấn. Rồi string SQL truy vấn gắn bằng đây select sao from cái bảng là người dùng where, nhớ này where, where cái gì, where cái tên đăng nhập, đây tên đăng nhập bằng chấm hỏi. Đấy nha, có nhiều cách để viết nha. Cô có thể viết là bằng nối chuỗi luôn. Nối chuỗi nè. Đây, cô có thể nối chuỗi nè, bằng nhảy đơn. Đúng không ạ? Nối chuỗi nè. Cộng. Cái này nối chuỗi nha, cộng. Xuống dòng đi ha. Cộng. Username. Cộng. Nháy để đây là chuỗi. End. Rồi, cái này là mật khẩu. Mật khẩu bằng nhảy đơn cộng password. Đấy là cách thứ nhất là nối chuỗi. Đó. Câu lệnh truy vấn, đấy là một cách viết câu lệnh truy vấn. Một cách viết câu lệnh truy vấn thứ hai đó là SQL gán bằng select sao from người dùng where tên đăng nhập bằng chấm hỏi and mật khẩu bằng chấm hỏi. Đó là hai cách để viết. Đó, cách viết thứ nhất. Nếu với cách viết thứ nhất thì mình sẽ viết như này. Mình tạo con trỏ cơ sở, con trỏ gán bằng db.raw query đưa vào cái câu lệnh truy vấn và đối số của nó argument các bạn đến null là hết. Rồi, đó là cách thứ nhất. Nếu cách thứ hai, các bạn sẽ tạo con trỏ cơ sở, con trỏ gán bằng db.raw query, các bạn truyền vào câu lệnh SQL, đồng thời sau cái phần mà cái selection argument đây nè, thấy các bạn thấy một cái mảng string chưa, các bạn truyền vào cái mảng này new string các bạn đưa vào cái username phải password. Đó, mình có hai cách nha. Đây, cách thứ nhất là cô viết hoàn thiện một câu lệnh truy vấn bằng cách là cô nối chuỗi và cô truyền toàn bộ câu lệnh truy vấn vào và đương nhiên nó không có đối số. Cách thứ hai là cái đối số cái đấy cô đánh bằng dấu chấm hỏi, cái argument đấy cô đánh bằng dấu chấm hỏi. Thì nó sẽ hiểu như này nè, khi truyền vào một mảng string thì nó sẽ hiểu là username thì được gán vào cái vị trí này, còn password để gán vào vị trí này. Hiểu không ạ? Mình có hai cách để viết, cách nào cũng được nhá. Để các bạn hiểu là cái phần sau cái argument này nó là cái gì, đúng không ạ? Và vì bởi vì nó là mảng chuỗi cho nên các bạn phải tạo cái mảng chuỗi đây thôi. Cái này là cách tạo một cái mảng hai chuỗi thôi, hai cái biến này chính là hai cái chuỗi đưa vào. Ok, rồi tạm dừng đây xíu nha, ngừng. Rồi vậy thì mình chọn một cái nào để cái này cô comment lại nha các bạn. Cơ sở có thiếu hả? Cái nào cũng được. Vậy thì cô phải để chữ string ở đây. Đấy. Rồi. Vậy thì sau đó thì các bạn sẽ truy vấn rồi ha. Bây giờ các bạn đưa con trỏ về về đầu, đúng không? Đấy, cô để CS đi ha. Đưa con trỏ về đầu là CS.move to to first. Xong để why phủ định của con trỏ is after last, tức là khi nó chưa về cuối. After last là về cuối, thì phủ định chấm than của nó là mình phải hiểu là khi nó chưa về cuối.
thì mình làm cái gì đó. À, khoan, không cần, sorry, I'm so sorry. Đây, thường các bạn kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu, nó trả về một record thôi. Nếu như nó không trả về record nào cả thì có nghĩa là nó trả về không. Vậy thì cô trả, cô không cần move to first luôn. Sorry, sorry, chỗ này bị lệu nè. Vậy thì cô sẽ lấy cái, cô đếm cái số bản ghi nó trả về. Integer count sẽ gán bằng CS chấm gì đấy hả? Get count. Đúng không ạ? Nếu cái này mà lớn hơn gì ạ? Lớn hơn không? À, count lớn hơn không? Thì nó trả về true. Return true. Ngược lại sẽ return false. Đó. Hoặc là các bạn return luôn cái count lớn không? Đúng không? Hoặc là return luôn, tại vì biểu thức nó trả về true hoặc false mà. À, vậy là tôi return luôn anh này. Đấy. Đóng anh này luôn. Là xong. Nếu mà cao lớn không thì nó trả về true, thì return true. Nếu ngược lại thì nó sẽ return false. Là xong cái hàm check. Các bạn thấy ngắn không ạ? Nếu có bỏ cái này đi thì các bạn thấy nó còn mấy dòng thôi. Thấy chưa? Vậy check database nó có mấy dòng à? Cô truy vấn nào. Select từ bảng người dùng với điều kiện là tên đăng nhập bằng, mật khẩu bằng, hai cái đồ số các bạn đưa vào. Nếu mà nó có giá trị, nó tồn tại thì nó phải trả về số lượng phải lớn hơn không? Hiểu không ạ? Thì cô đếm, nếu get count này lớn không thì có nghĩa là có tồn tại. Còn nếu không, nhỏ hơn hoặc bằng không thì là nó không tồn tại, thế nó bằng không đó. Nhưng cô viết thế này thì nó ok hơn nhá. Được chưa? Đấy. Vậy là đã xong rồi, nhưng mà cô vẫn Ctrl Z cái này lại để các bạn lưu lại, để các bạn có cái nhìn nhá. Đấy, bạn nào đây, thực ra là thêm vài cái nhảy thôi, các bạn có cái nhìn. Ok, vậy là mình xong được cái hàm check login. Ok, rồi, hôm nay mình đến đây thôi nhá.